Chào mọi người đã quay lại kênh CNT Shop, kênh chuyên về thiết bị mạng máy chủ và phụ kiện mạng phụ kiện máy chủ. Trong hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dòng mã switch C93L24T-4G-A. Mình cùng mở hộp để xem bên trong switch có những gì nhé. Thì đối với 93L cách đóng gói tương tự như là dòng 3850. Mã switch này được Cisco khuyến nghị thay thế cho dòng 3850 sẽ em sale vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thì trong switch thì có bao gồm một gói phụ kiện rack mount và cái dây nguồn và đặc biệt là có một tờ giấy DNA license. Thì tờ giấy này DNA là license A nhé. Thì đối với dòng 93L khi order bắt buộc mình sẽ phải order kèm theo license DNA đây là A E, thì mã switch này là A tức là advan, và đi kèm theo switch sẽ có một cặp nguồn như thế này các bạn. Cặp nguồn đây là cặp nguồn đi kèm theo switch. Mình đi qua mặt sau trước của switch thì mặt sau của switch sẽ có một cổng MGMT để cổng này để quản trị, tức là khi mà mình trong mạng có một cái VPN quản trị thì chúng ta sẽ kết nối VPN quản trị vào cổng này, và khi đấy cái traffic quản trị của cấu hình quản trị của mạng, monitor của mạng sẽ đi tách biệt hoàn toàn với cái traffic khác trên mạng. Một cổng console tưởng giờ gì 45, chúng ta có thể cắm cái cổng console giờ gì 45 vào đây để cấu hình quản trị. Ba quạt rất là được về rất là chuẩn của Cisco và được tháo rời nhé, tức là mô đun quạt có thể thay thế được, có thể rút ra thay thế được. Ba quạt giữ phòng hai slot này để cắm mô đun sách. Khác với dòng 9300 thông thường thì module stack, đối với dòng 93 thường thì module stack sẽ đính kẹp, nhưng đối với dòng 93L thì module stack là bán rời. Thì các bạn nếu mà cần stack giữa các switch với nhau sẽ phải mua cái cạc stack, bộ stack là 93L stack kit, 93L stack kit, và khi mua đấy sẽ cung cấp cho chúng ta hai module stack. Chúng ta sẽ tháo cái dummy vào, cắm hai module stack này vào, và sẽ có cái cáp stack kit 50cm để đi kèm đây. Đấy. Thì dòng 9300 chỉ có stack data, không có stack nguồn. Đấy. Khác biệt là như vậy. Đối với dòng 93 thông thường sẽ có stack data và stack nguồn, và bandwidth của dòng 9300 L là 320 GB. Stack wide của dòng 9300 L chỉ là 320 GB, và có một slot để cắm USB 3.0, và mình sẽ có cho phép chúng ta cắm cái USB Toric vào. Đấy, như trên đây là mình có cái USB Toric 120 GB các bạn nhé, 120 GB. Khi chúng ta cần thêm dung lượng nhớ để monitor, để cài các cái application, để cài các cái để làm các việc là script hoặc là monitor traffic như nào đấy, thì cắm thêm vào đây để thêm dung lượng nhớ cho Toric. Có hai slot để cắm nguồn. Đi lên nguồn thì nguồn đi kèm theo thiết bị của mã này là nguồn 350W PWR C1 350W. Đây, PWR C1 350W. Chúng ta có thể cắm và cắm nguồn vào đây. Đấy là mặt sau của switch. Bây giờ chúng ta đi qua xem qua review qua mặt trước của switch có gì. Mặt trước của switch thì sẽ có một đèn trạng thái ở đây. Khi mà chúng ta cắm nguồn lên thì
chúng ta sẽ thấy cái đường trạng thái này nó này, mình cắm nguồn lên này, có một nút màu đen này. Nút màu đen này có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là khi switch đang boot, chúng ta cắm giữ để vào ROM để up firmware clear password. Cái chức năng thứ hai nữa là khi mà switch đang hoạt động bình thường, chúng ta có thể bấm để chuyển trạng thái đèn ở trên đây. Thì ở trên đây switch cung cấp các cái trạng thái đèn như sau này. Thứ nhất là đèn về half up black, full up black, đèn half up black, full up black, đèn stack, đèn PoE, đèn đèn PoE và đèn stack. Đấy. Thì tất cả những cái trạng thái này khi mà ví dụ như chúng ta chuyển vào cái trạng thái half up black, full up black thì những nào cộng nào đang chạy half up black thì nó sẽ sáng. Hoặc là cũng nào đang chạy full up black sẽ sáng, hoặc là PoE. Hoặc là nếu mà cũng nào đang cấp PoE thì nó sẽ sáng. Còn cái đèn này là đèn beacon. Đèn beacon thì mục đích để là gì? Cái đèn beacon này có thể enable và disable bằng câu lệnh nhé. Thì khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta đang thao tác ở switch này, một chồng switch là 10 switch hoặc 8 switch chẳng hạn, thì khi chúng ta đang thao tác, đang cấu cắm cấu hình console vào switch này, thì chúng ta bấm cái đèn này lên, enable cái đèn này lên để mục đích là người quản trị biết được là chúng ta đang thao tác ở switch nào. Đấy. Và một cái điều rất hay nữa là switch trên switch đã cấu hình đã có sẵn cái chức năng là AF ID để quản trị switch ở trong kho hoặc là trong data center. Có một cổng USB mini USB dùng để console, thì chúng ta có thể cắm cái cổng console vào đây. Cái này thiết kế này đã giảm thiểu cái việc là chạy mặt trước chạy mặt sau để cắm cái dây console. Cái này rất là tiện khi mà mình cấu hình, khi lắp switch vào trong jack mount, và khi chúng ta cần cấu hình switch thì chúng ta không phải chạy lại đằng sau để cắm dây console nữa, mà chúng ta chỉ có cắm đằng trước và sau. Và một cổng USB, cổng USB này cũng rất là đa năng. Chúng ta có thể cắm USB chứa file cấu hình hoặc là file iOS để đây vào để load cấu hình vào, load OS cho thiết bị, cũng như là lấy lốc ra hoặc là export cái file cấu hình đang chạy trong thiết bị ra và đẩy các traffic monitor port trên các port hoặc trên các trang ra USB này được. Và nếu như chúng ta có một cái USB phát Bluetooth, chúng ta cắm ở đây, chúng ta kết nối giữa Bluetooth của USB này với lại laptop hoặc là các thiết bị cầm tay như là máy tính bảng, chúng ta có thể hoàn toàn truy cập vào switch, kết nối vào switch để cấu hình, để manage, để quản trị switch. Trên switch cung cấp 24 cổng 1 gig đồng. Các cổng này là cổng layer 3. Cổng layer 3 có nghĩa là chúng ta có thể cấu hình asset port ở đây, trunk port, sub interface layer 3 hoặc là layer 3 interface đều được hết, routing interface. Các cái port này rất là đa dụng, chúng ta có thể cấu hình trunk hoặc cấu hình RGC tùy theo yêu cầu traffic ở đây là gì. Và cổng đấy các bạn định nối sang file vua, nối sang router, hay nối sang các hệ thống server, hay nối sang các hệ thống access switch hoặc distribution switch khác, thì với cái mục đích khác nhau đấy chúng ta sẽ cấu hình cái port này tương ứng. Và các bạn hoàn toàn có thể cấu hình IP cho các port này cũng như sub interface cho port này. Số lượng sub interface của switch này hỗ trợ là 1000 sub interface, rất là nhiều, rất là thoải mái. Trên switch sẵn có 4 slot để cắm module quang sẵn trên chassis, thì chúng ta có thể cắm các cái module quang như là RLC, LHMD cung cấp cho chúng ta cái kết nối module quang single mode, hoặc là có module quang là GLC SXMD cung cấp kết nối 1 gig quang multi mode, thì tùy theo cái
yêu cầu truyền dẫn quang trong doanh nghiệp single mode hay multi mode, xa, khoảng cách xa hay khoảng cách gần, mà chúng ta chọn cái mô đun quang cho phù hợp. Bây giờ chúng ta cùng review qua phần cứng và kiến trúc phần cứng của switch. Switch được trang bị CPU là x86, RAM là 8GB, flash 16GB. Đối với dòng switch này thì RAM flash đã được nâng lên rất là khủng, cũng như CPU là nhiều nhân nhiều core. Bởi vậy, switch đóng vai trò là một hot container, cho phép switch có thể chạy các cái ứng dụng của bên thứ ba ngay trên trong switch, và cũng như là chạy các cái script ngay trên switch. Kiến trúc phần cứng, đặc biệt là switch fabric, được Cisco trang bị dòng chip tối ưu nhất và cũng mới nhất của Cisco, đó là Cisco Unified Access Data Plane UAP 2.0. Với việc trang bị dòng chip này trên cái switch fabric của mã switch này thì nó cho phép switch có tính mềm dẻo, điều khiển luồng, điều khiển gói kim được tốt hơn. Kiến trúc phần cứng như trên kết hợp với lại cái phần hệ điều hành chạy trên iOS XE của Cisco cho phép dòng mã switch này thông minh hơn, mềm dẻo hơn, linh hoạt, triển khai các tính năng linh hoạt, dễ dùng như là cắm và chạy, cấu hình một lần dùng nhiều lần, software defined asset, Intel Bay networking hỗ trợ tốt hơn với các giao thức VLAN, MPLS, GAI, và với một cái iOS kết hợp với phần cứng như trên ấy, thì switch này vừa đóng vai trò là một switching, một routing và iOS cũng như là IoT rất là đa nhiệm. Cái throughput của switch là 41.66 megabit per second, switching capacity là 56 gigabit per second. Khi chúng ta stack nhiều switch lại thì với công nghệ stack wide 320x cho dòng 9300L thì switching capacity nó được nâng lên thành 376 gigabit per second, còn forwarding rate sẽ là 279.76 megabit per second. Mã switch này ngoài hỗ trợ đầy đủ các giao thức layer 2 thông thường, còn hỗ trợ các giao thức advanced như là audio, video, bridging. Cái này, giao thức này thì sẽ làm giảm tối thiểu độ trễ của gói tin, độ jitter, điều khiển đồng bộ hóa tốt hơn, lưu thượng thoại, lưu lượng video. Điều này cho phép triển khai các dịch vụ video có yêu cầu độ nét cao như là 4K, 8K, triển khai các cái giao thức mới như là VLAN, Spanning Tree, VPLS, Ethernet over, đặc biệt là Ethernet over MPLS, tức là triển khai tất cả các giao thức layer 2 qua mạng MPLS backbone. Chip hỗ trợ đầy đủ các tính năng của layer 3 như là giao thức định tuyến IGIGIP, OFPS, ISES, BGP, hoặc là các giao thức HA như là VXLAN, HSAP, VRAP, hỗ trợ đầy đủ các tính năng của QoS cũng như là security. Đặc biệt đối với security ấy, thì là switch hỗ trợ MACsec 256, và kiến trúc phần cứng linh hoạt thông minh để quản lý luồng và quản lý backkit nó tốt hơn, băng thông tối ưu hơn. Thì mình vừa mới giới thiệu qua mã switch là C93L24T-4G-A. Đây là dòng switch thực sự đa dụng cho cả bọn có dây và không dây, cũng như là IoT, và switch phù hợp cho mạng core, cho làm core switch hoặc là X switch, tức là distribution switch. Các bạn nếu thấy có yêu cầu hỏi về các cái mã switch như thế này thì hãy liên hệ với chúng tôi. Trong kho của CNT Shop luôn tục có sẵn các cái mã switch như này cũng như các phụ kiện kèm theo cho switch. Nếu thấy video có ích với bạn, hãy like, share và làm subscribe bởi của kênh để đón thêm các thông tin hữu ích khác. Cảm ơn và hẹn gặp lại.